vậy hả chị? Sao chị không nói trước là em lo gần chết? Con, rút cuộc toàn người nhà không hả? Dạ. Cháu dâu kìa. Dạ, là cô. Hả? Là em sao? Là mấy người sao? Đỡ nói, nó có bầu á. Cái gì? Có bầu. Lần này mấy người đòi tính bao nhiêu tiền? Cô nói vậy nghĩa là sao? Chuyện là vậy, baby biết có được không? Nhưng mà còn đứa bé. Không có đứa bé nào hết. Chán, chán, hay là sẽ cấp cứu đấy. Cái gì vậy? Buôn bán vậy là sao? Sao lại khóc? Đừng nói là cướp vô tiệm nha. Ừ, bỏ khóc đi. Buôn bán không đủ thu á, là bán tới sáng luôn đó. Trời ơi, cái gì vậy? Con Trang. Con Trang. Chị Trang làm sao? Tội nghiệp đâu á. Chị Thùy, chị nói em nghe đi. Chị Trang làm sao? Trời ơi, nó dám ra giá đồ cả 100 triệu hả? Chị con, em nghĩ là không có đứa nhỏ nào hết á. Tụi nó dựng chuyện làm liều thôi. Mà cũng tại cái ông này nè, ngu quá mới xảy ra chuyện. Nhưng lần này tôi thấy nó có bầu thiệt. Cứ cho là thiệt đi, nhưng chắc gì đứa nhỏ là máu mủ nhà mình. Sao mày không nói gì hết vậy Tuấn? Bây giờ con tính sao? Không lẽ mình... Không có gì chị đâu. Chuyện của con để con giải quyết. Con đi đâu vậy? Tuấn, sao nó không phản ứng gì hết vậy? Tôi hiểu mà, nó bị sốc á. Hay quá ha. Thiệt vậy hả? Chị Trang xỉu tại chỗ luôn hả? Không xỉu sao được, dễ sợ lắm. Vậy anh Tuấn Ảnh nói sao? Không nói gì hết, đưa vô viện thấy không sao là đi luôn, không liên lạc được. Ảnh đi đâu? Sao chị biết được? Hôm nay buôn bán vậy là đủ, đóng cửa nghỉ. Thôi đi, đừng khóc nữa, không ảnh hưởng đến em bé là tốt rồi. Mày phải ăn gì đi chứ, muốn khóc thì phải có sức mà khóc. Nhưng còn anh Tuấn thì sao? Mình nghĩ không sao đâu. Tất nhiên là sốc, nhưng Tuấn là người rất tốt, rất có trách nhiệm, Tuấn sẽ bỏ qua mà. Trang, đúng đó, Tuấn là một người rất sâu sắc. Sâu sắc? Cứ nghĩ xa sâu hơn nữa thì chết. Đến bà. Thôi mày đừng la nó. Nó nói đúng đó. Mà sao anh Tuấn giờ này chưa về nữa? Điện thoại thì tắt. Vậy à? Chính xác. Con nghĩ là đám cưới coi như xong. Khỏi mơ. Còn má anh Tuấn chưa chắc đã nhận cái thai đó đâu. Má nghĩ gì vậy? Má lo cho con đó. Con mê muội quá rồi. Con vui vẻ trong khi người ta đau khổ như vậy á. Thiệt là má lo cho con lắm đó. Má thiệt là khó hiểu muốn chết. Đã đến lúc là tôi phải quan tâm tới cô nhiều hơn nữa rồi. Nhìn kỹ nha, tôi chỉ lấy đồ của con tôi thôi. Mấy cô làm chứng giùm á. Bác Hiền, bác ngồi xuống nói chuyện một chút đã. Còn gì nữa đâu mà nói. Bác ơi, bác đừng có làm như vậy. Dù sao, bác cũng thương cho nó. Bác nghĩ cho nó một chút. Bác à,
nó đang có thai. Lỡ mà nó có chuyện gì... Sao cô biết? Sao cô biết là nó có thai? Mà nếu có, chắc gì là của ông Tuấn. Bác... À, đúng rồi mà. Cùng một phe chứ gì. Tống tiền lộn chỗ rồi. Nhà tôi nghèo lắm. Bác không có được nói như vậy. Ai tống tiền làm gì? Cô định làm gì? Định đánh tôi hả? Đánh đi. Đánh đi. Đi đi. Đây nè, đồ của anh Tuấn nè. Bác lấy đi. Lấy đi. Lấy hết đi. Lấy đi. Mày còn cười được hả? Nghĩ lại mà không thể tin nổi. Hết chuyện ông Nghĩa rồi tới chuyện này. Kệ ông đập lưng ông là vậy đó. Nói xạo riết. Đến lúc nói thiệt không ai tin. Hai đứa mày có tin tao không? Tin chứ, mình tin mà. Tao thì... không tin tao chứ gì. Tao láo nhiều quá. Nói thiệt nói láo bất cứ chuyện gì. Nhưng... cái thai này là của anh Tuấn. Đó là sự thật. Tôi không ngờ cái thằng Tuấn mà ông giới thiệu vô công ty tôi, nó là cháu ruột của bà vợ tôi. Thì, đúng là ghét của nào trời trao của đó. Tôi cũng đâu có ngờ. Nhất là chuyện con Trang Dông đó. Con cháu họ này dễ sợ quá. Nè, phải chú cháu thiệt không? Tôi thấy lúc nào ông cũng sợ nó quá vậy. Nó đòi hỏi gì ông cũng chiều nó hết. Cháu thiệt mà. Không tin hả? Mới nhận ra nhau một thời gian đó. Thôi, đừng giỡn cha nội. Ông cười nữa. Thôi, con đừng khóc nữa. Mọi chuyện rồi sẽ qua. Đàn ông nói vậy đó. Mặc kệ nó đi. Má sẽ lo cho con. Có má, con không sợ gì hết. Mà sao con không chịu nói cho má hay sớm? Má ơi, con khổ quá. Mà con cũng đâu có ngoan. Cũng quậy lắm đúng không? Con không nghe lời má nên mới ra như vậy đó. Gieo gió thì gặp bão đó con à. Má nói gì vậy? Trang, có gì mà la dữ vậy? Anh ơi bỏ em. Em yêu anh lắm. Đừng khóc, đừng em khóc. Em khổ quá. Không sao hết, có anh đây rồi. Anh yêu em mà. Sao bỏ em được chứ? Anh đâu thể bỏ em được. Đừng khóc nữa mà. Cứ cho là ngày xuôi tháng hạn đi. Có anh đây rồi, không ai dám làm gì em đâu. Em sợ lắm anh ơi, em sợ lắm. Hạnh phúc khó kiếm lắm. Anh với em sống với nhau bao lâu nay hạnh phúc. Dễ gì một sớm một chiều mà bỏ nhau được. Không có đâu. Em sợ lắm anh ơi. Không khóc nữa. Giữ gìn sức khỏe cho em và con nữa chứ. Em không khóc nữa đâu. Miễn là được ở bên cạnh anh, em sẽ chấp nhận tất cả. Anh cũng vậy. Bất chấp. Làm một hơi cho mát mày.
Mày với Trang sao rồi? Nè, mình là đàn ông, chuyện trước kia bỏ qua đi. Trang đang có bầu, mày phải hết sức cẩn thận. Phải lo chứ, tao không lo thì ai lo? Trang có một thân một mình, lại bầu bì. Bữa trước bị cú sốc nặng quá, cũng may mà vượt qua được. Con tao mà có chuyện gì thì tao sẽ cố gắng chăm sóc giữ gìn. Vậy cũng được. Tao cứ tưởng mày, mày mà có suy nghĩ khác là chết với tao đó nghe. Trời đất, mày nghĩ tao là ai vậy? Không lẽ tao dễ bỏ cuộc như vậy sao? Ít nhất tao cũng phải học gương của mày chứ. Dù sao tao cũng chúc mừng mày là sắp lên chức cha rồi. Ừ, tao sắp có con. Mệt, nhưng tao thấy hạnh phúc. Thôi, mày uống đi rồi làm tiếp. Tao phải ra ngoài giải quyết một số công chuyện. Anh nghe nói có bầu mà ăn cá chép thì tốt cho da và để con thông minh lắm. Để mai anh đi làm, nhờ bà bán cơm ở trước công ty mua về, chiều đem về cho em ăn nghe. Thôi được rồi, để mai em tự đi mua cũng được. Thôi, có bầu phải nghỉ ngơi, sinh con mới khỏe chứ. Anh lo lắng quan tâm đến em như vậy, dù má anh hay gia đình anh có hát hủi, em cũng chấp nhận thôi. Má, con sao vậy hả Tuấn? Con hứa với má sao? Vụ việc trước còn chưa đủ nhục hay sao? Con đã bị con nhỏ này nó lừa rồi mà vẫn đâm đầu vô vậy hả? Bác ơi, bác một con nhỏ này nữa, cho con cơ hội giải thích đi bác. Im đi. Thôi mà má, con đã bỏ một bê thuốc lú gì cho con trai tôi mà nó vẫn còn mò tới đây với con vậy hả? Im má, Trang đang có bầu, bác phải cẩn thận chứ. Cái bầu đó không phải là của con. Chắc gì nó có bầu thiệt. Con nghe vợ chồng con nghĩ nó sao? Vợ chồng cổ cũng là nạn nhân của nó đó. Má, chắc con hiểu lầm gì thôi. Má đừng có nghe với Trang quá. Thôi, không có nói nhiều nữa. Bây giờ giữa tao với con hồ ly linh này nè, mày chọn đi. Bác ơi, bác ơi, bác. Nếu như mày nhau tiếp tục ở đây với nó, tao tự tử, tao chết. Mẹ, mày chọn đi. Cho tụi con cái hồ đi bác. Kìm á. Thì mày đi ra khỏi cái nhà này ngay lập tức. Má, đi về. Chắc ra. Thôi mà má, đừng có đụng vô người tôi. Má, đi. Anh Tuấn, đi về. Anh Tuấn ơi, nó mày đi về. Anh Tuấn đừng có bỏ. Mẹ lên. Anh Tuấn, đi về con. Anh Tuấn, đi lên. Mẹ, đi. Anh Tuấn, anh Tuấn ơi. Kể thì cũng tội nghiệp bà Trang. Tưởng có kết thúc tốt đẹp, ai ngờ cái vụ lần trước với vợ chồng ông Nghĩa đó. Bà biết không bà Thùy? Sao lại không biết? Tao theo sát con Trang từ học kỳ đầu tiên còn ở trong trường lận. Chuyện gì liên quan tới nó mà tao không biết? Chờ tôi miếng nước cái đã. Nè, vậy cái vụ bảo quen với ông Tuấn là cho đâu? Mà mắc mớ gì mà cả lũ lớp bà dính chùm với lại mấy ông lớp anh hai tôi là sao? Vậy mới hay. Chị Trang của mày muốn làm gì mà không được, vậy mới là bạn tao. Má, má xuống giùm con cái đi má, nó chảnh quá. Nhưng mà cái vụ ông Tuấn, tôi nghe nói lúc trước là bầu của bà Xuân mà. Thì tao đã nói rồi, vậy mới hay. Cái gì vậy? Đang nói xấu tao hay sao mà thấy tao vô rồi im vậy bà Thùy? Đâu có. Tại hôm nay tao thấy mày ra trễ, còn để mắt kiến nữa. Thấy lạ thì nhìn thôi. Chứ không phải bữa trước bị tao chửi, bây giờ gặp tao run đó hả? Em ơi, tính tiền.
Dạ. Tuấn, đây là con. À, được rồi. Ngồi đi con. Con xin lỗi, tại công việc lu bu quá, con không ra sớm được. Cô tới lâu chưa? Không sao, cô cũng mới vừa tới. À, con uống cái gì? Cho con ly cà phê đá. Anh ơi, cho ly cà phê đá. Cô hẹn con ra đây có việc gì không? Có việc cô mới hẹn con ra đây chứ. Cướp, ông bụng này ghê thiệt. Mũi muốn cho mình cắm sừng đây. Thật ra lúc trước á, cô chưa biết con là cháu ruột của cô. Cô đã quý mến tài năng và sự chăm chỉ của con. Cô lúc nào cũng ao ước á, có đứa con như con. Ông trời thật là thương cô, đã cho cô biết con là cháu ruột của cô. Cô vui lắm. Dạ, thật ra con cũng rất vui vì cuối cùng bên nội cũng đã nhìn nhận con và không còn xua đuổi má con nữa. Cái chuyện đó là chuyện xưa rồi. Lúc đó suy nghĩ mọi người còn phong kiến lắm. Với lại ba má con chưa cưới hỏi gì hết mà đã mang bầu bì rồi, cho nên mọi người mới quở trách vậy thôi. Không phải quở trách mà xua đuổi má con, không nhìn nhận cái thai đó của ba con. Cũng may là ba con là người đàng hoàng nên đã chấp nhận bỏ gia đình để mà lao cho má con. Con chuyện đó đúng là như vậy. Gia đình bên nội làm như vậy là sai, nhưng con cũng phải hiểu cho gia đình bên nội chứ. Vì từ trước đến nay á, gia đình bên nội là gia đình gia giáo, không thể nào mà để cái chuyện mà tai tiếng như vậy xảy ra được. Bởi vậy cho nên chú Nghĩa mới có cơ hội cặp kè với Trang, bạn gái của con, phải không? Đó cũng là cái giá mà cô phải trả. Vì ngày xưa cô cũng ai vua theo mọi người xua đuổi má con. Tuấn à, con là người thời đại mới, con bỏ qua chuyện cũ nha. Thật ra thì con không sao. Con đã quen như vậy từ nhỏ đến giờ rồi. Nhưng con chỉ thương cho má con thôi. Còn hôm nay cô hẹn con ra đây để kêu con về công ty làm lại. Con rất mừng. Nhưng không phải, không phải kêu mà là cô mời. Tuấn nè, con hãy vì dòng họ nội mình á mà về làm lại công ty nha con. Cả họ nghe cô kể ai cũng đều mong muốn như vậy hết á. Con về để vì họ nội của con à. À, vì những người mà con chưa hề biết mặt mà họ cũng chưa hề biết mặt con. Thì người đã ban cho má con cuộc sống tủi nhục suốt mấy chục năm trời. Tuấn à, cô đã nói rồi, chuyện cũ con đừng có nhắc nữa. Má con và con đã chứng minh là bên nội sai rồi. Bây giờ con hãy vì danh dự gia đình bên nội mà về làm lại công ty, được không con? Con cũng rất vui. Bây giờ công việc của con cũng đang ổn định. Khi con nghỉ việc ở công ty, bạn con đã nhận con vô làm, cho nên bây giờ con không thể bỏ nó được. Tuấn à, hãy để cô... một thời gian nữa xem sao. Cho mượn cái búa một chút, quay lại trả liền. Trời ơi, búa ta đang làm đấy, búa làm cái gì? Cho trả mà. Đâu rồi, đâu rồi? Cái thằng vừa ngồi với bà ở đây đâu rồi, hả? Bà quá lắm. Ông nói cái gì vậy hả? Bà nói đi. Nghỉ trưa bà không đi ăn cơm mà là hẹn hò tù ti tú tí với thằng nào ở đây, hả? Tôi còn nhìn thấy hai người nắm tay nắm chân nhau nữa. Ông nín đi. Ông điên hả? Thằng Tuấn, thằng cháu của tôi nó mới vừa đi ra, ông không thấy hả? Bậy bạ không à, tôi không phải loại người đó. Tôi còn chưa hỏi cái tội của ông nha. Tại sao ông trù dập nó để nó nghỉ việc ở công ty? Bữa nay cả nhà nói tôi kêu nó về công ty làm, nó không chịu về kìa. Mẹ mày, cả nhà không, mày ăn làm cái búa làm cái vậy?
Đồ vô gì túi. Ủa, hai vợ chồng cãi lộn hả? Mà cãi lộn với vợ lấy búa làm cái gì? Ông hay quá ha. Ông lấy búa vô đây ông định đập ai hả? Vậy là tôi lộn. Ra là thằng Tuấn. Vậy mà tôi đâu có nhìn ra. Lúc vô tôi có gặp đó. Đồ dây dính. Đi về. Đi về rồi biết tay tôi. Nhưng dùng giả chưa? Nhưng ơi, nhưng mà ơi. Mình ơi. Ê, tụi ba thấy kỳ kỳ không? Bà liệu ba chúng mánh động gì mà ba đãi tụi mình không chai là sao trời? Ờ. Cô ba đãi nè, cơm chay, phá trái cây, đây lẽ phải là dĩa cá với hải sản mới đúng chứ. Ờ, sao vậy bà Liễu? Sao trăng gì đâu, có gì đâu lạ. Trời, tưởng dễ ăn lắm hả? Hàng siêu sao chuyên nghiệp như tôi nè, bà còn thấy run. Với lại, làm điều ác nhiều quá. Bữa nay á, phản chay đi, cho nó bớt tội chứ sao. Còn mấy bà nữa, từng đi ăn nhậu với tôi nhiều rồi, bữa nay ráng tuôn bữa đi, ăn đi. Tết đất chứ. Trời đất, cái gì mà ghê dữ vậy má? Phi vụ mẹ gì, chẳng qua là lừa đảo thôi. Mấy thằng già, mấy thằng dư tiền, trững mỡ, có gì đâu mà phải ăn chay sám hối chứ. Im đi má, biết thì nói, không biết thì thôi, không thích thì biến. Thôi đi, cái con nhỏ này cứ làm rộn chuyện lên không. Thôi chị Liễu, nó khùng, nó nói linh tinh đừng trách. Mà tụi em thấy á, cũng ngạc nhiên lắm á. Tự nhiên cứ biến mất một thời gian ngắn, rồi cứ trở về như bà Hoàng vậy. Thì lúc đó tao phải biến mất chứ. Không tụi bay thấy tao, tụi bay lại la lối, sùm lên, lung tung. Rồi bể hết chuyện làm ăn của tao rồi sao? Thật ra đó, cái mối này của một thằng Việt Kiều, nó gặp tao ở phòng massage đó, rồi nó rủ tao đi chơi. Tao cũng nghĩ là mấy vụ ăn bánh trả tiền dớ dẫn. Nhưng mà không ngờ, nó mời tao làm diễn viên. Là sao bà Liễu? Bà càng kể càng làm tôi tò mò à. Ngu, mày có thấy diễn viên diễn bao giờ chưa? Diễn viên là người ta diễn trên phim. Còn tao, tao diễn ngay tại ngoài đời. Ừ, cũng vẫn là con Liễu, nhưng không phải là con Liễu massage số 21, mà là một cô nàng Liễu Việt Kiều. Việt Kiều Mỹ, tụi bay có biết không? Nhỏ thì dữ ta. Đây đây nè. Xuân, khách. Nè, các con tự chơi với nhau. Cô có khách rồi. Ê chị hai, sao bữa nay xuống mà không báo trước vậy? Thì muốn cho Thanh bất ngờ được không? Nói giỡn chứ, lâu không gặp, nhớ bà quá, nên có việc gần đây ghé luôn. Thôi, không nói nhiều, vô trong nhà chơi cho mát. Bữa nay cô giáo tao đi quyên góp từ thiện, đúng ra là tao cũng có đi, nhưng cô nói thôi, ở lại chơi với tụi nhỏ. À, hai vợ chồng mày đã quay lại với nhau chưa? Có cãi lộn hồi nào đâu mà quề chứ không quề. Thực ra thì tụi Xuân vẫn chăm sóc cho nhau, nhưng mà ly thân rồi. Xuân đòi ly dị để giải phóng cho anh kia, nhưng anh ấy và bà nội nhất định không chịu. Tội nghiệp anh ấy quá, khổ vì Xuân đủ thứ hết. Hai người vẫn rất yêu nhau, nhưng số phận tụi mày đã như vậy, đành phải chịu. Vậy đi, đừng hành hạ nhau nữa. Anh Kiên, anh ấy cần mang tất cả mà. Nhưng cũng bởi vì như vậy mà Xuân không muốn tước đoạt cái quyền làm cha của anh ấy. Thôi chết, tí nữa Xuân quên mất, Xuân có mua bánh cho tụi nhỏ nè. Các con, lại đây coi Xuân chia bánh nè. lại đây bánh nè. Từ từ thôi. Ừ nè, chị hai chia đều cho các em nha, chia thiệt đều đó.
kẻ các em đem tị. Nào các em theo chị Lệ lên. Đi đi con. À Thanh nè, dạo này ông Tùng có liên lạc gì không vậy? Không, chị hỏi thăm bà ngoại. Thôi đừng nhắc nữa. Trời ơi má ơi, bà Liễu bà giỏi quá bà. Mà bà qua mặt bao nhiêu người hết luôn hả? Chứ sao, tao tiếc lắm, hồi đó phải chi tao làm diễn viên. Nhưng mà cũng khó lắm, khi mà phải đối đầu với bà ngoại của con Tùng. Con mụ ấy là một bà già dưới quê, hai lúa, ghê gớm lắm. Ủa mà bên kia không nghi ngờ gì hết hả? Không nghi ngờ mới là chuyện lạ. Lúc đầu bà ấy còn nghi ngờ dữ hơn, điều tra, xét hỏi. Rồi sao nữa? Nhưng bà ấy là con cáu già, còn tao là con cáu trẻ. Hơn nữa, thằng cha Việt Kiều thông tin cho tao đầy đủ chi tiết về gia đình bên ấy. Ba má của con Tùng không có muốn con Tùng cưới con nhỏ đó, nên mới xỉa ra một số tiền để mướn tao làm vật thế thân. Dùng gì mày? Sắc đẹp của tao và gài bẫy anh Tùng để chia rẽ đôi uyên ương. Không ngờ bà Việt Kiều dởm này cũng dã man dữ hen. Chứ sao? Trời. Nhưng mà sau khi xong cái hợp đồng đó đó, tao cũng có hơi chạnh lòng. Tao có tới gặp Thanh bồn Tùng và nói với nó là hãy tỉnh táo để giữ lấy tình yêu. Nhưng mà chắc cũng muộn rồi. Thì ra là vậy. Thì đó, bữa nay mới ăn chay cho nhẹ bớt tội đó. Ăn đi. Cũng may á, là bà ngoại bởi dưới quê đó nha. Chứ bả mở trên này thì tao có nước chạy đằng trời. Ăn chay mà được món tiền lớn như vậy, con nào cũng thèm hết. Thiệt. Chứ mà ông làm hả, cái nghề massage chân chính như tụi mình thì sao mà được xe xịn như bả. Nghề massage chân chính, tụi bay nói mà không biết ngượng miệng. Ai khề một cái là tụi bay đi liền rồi phải không? Chào cô Diệp Kiều Liễu. Cô có nhận ra con cáo già này không con cáo trẻ? Xin lỗi cô, làm cô Liễu thiệt thòi quá. Cho tôi mượn ly nước nha. Dạ đây bà. Mồ Phật, hôm nay là ngày ăn chay mà con làm chuyện như vậy, xin trời Phật xá tội cho con. Quá đáng. Thôi mẹ ơi, mà già bớt bị khùng mà. Bữa nay ở lại ăn cơm với tao. Thôi chết, trễ rồi hả? Không được, tao phải về nhà ăn cơm. Không có tao, anh Kiên sẽ chờ không chịu ăn trước, tội lắm. Vậy đó, đó là hạnh phúc rồi. Cứ vậy mà sống cho vui vẻ. Bà ngoại anh Tùng gọi, không biết có tin gì không nữa. Alo, dạ ngoại. Con là Thanh nè. Dạ. Sao? Ngoại đang ở đâu? Có chuyện gì vậy ngoại? Có chuyện gì vậy? Thanh hả con? Ngoại nè con. Ngoại đang ở thành phố. Ngoại lên nhà con năm mấy ngày nay rồi. Trời khiến rung rủi làm sao á. Ngoại biết được tin của thằng chó con rồi. Ghê lắm con ơi. Tối nay con rảnh không? Con qua gặp ngoại nha. Vậy thôi, con ở chùa đi. Ngoại qua quay gặp con. Tin này quan trọng lắm, ngoại phải nói cho con nghe. Vậy nha con. Cho con ơi, ngoại rầy quán con rồi, ngoại hiểu lầm con rồi, cho con ơi. Hãy
Bà ngoại khóc dữ lắm. Tao không biết anh Tùng có chuyện gì không nữa. Sao tự nhiên tao cảm thấy lo quá. Không khéo... Thôi, đừng nghĩ linh tinh nữa, không có gì đâu. Chắc là ngoại nhận được thư của anh Tùng gửi về nên xúc động mà. Không có gì đâu ha. À, mà tối nay ngoại lên đây với Thanh mà phải không? Ừ, nhưng mà tao cảm thấy sao sao á. Hay là tối nay mày ở lại đây với tao, đợi ngoại lên được không? Thôi được rồi, để Xuân gọi điện thoại nói cho anh Kiên một tiếng, để anh yên tâm. Ừ, để tao gọi điện nó phụ cho ông một tiếng. Không thôi ông lại chờ cơm thì khổ. Ừ, vậy đi. Bây giờ con thuê nhà ở đây thì má mới yên tâm. Chứ con mà còn lằng nhằng với cái thứ đó là má không có nhìn mặt con nữa đâu. Đời má đã khổ rồi, con đừng có làm cho má khổ thêm nữa. Thì từ nhỏ tới giờ có làm gì sai ý má đâu. Nhưng con thấy tội nghiệp cho Trang. Trang cũng vì con nhiều. Con tội cho nó, rồi ai tội cho con? Ai tội cho má? Không có ai lấy đĩ gì làm vợ hết trơn á. Má, má đừng nặng lời quá như vậy. Mà thôi, dù sao cũng hết rồi, không có nói đi nói lại nữa. Từ rày sắp lên, má sẽ thường xuyên lên đây coi chừng con. Má làm như con là con nít không bằng vậy. Mà má canh chừng, má muốn lên ở luôn với con cũng được. Nhưng mà canh chừng là sao? Mày lớn rồi, nhưng mà ngu lắm. Nếu mà không canh chừng mày á, tí nữa là đổ nguyên một rổ ốc đầy rồi biết chưa con. Má, mới nói là không nói chuyện này nữa mà. Con chào bác. Chào anh Tuấn. Trời ơi, con nói là để đó, để con về dọn cho. Bác động tay động chân chi cho mệt vậy nè. Thôi được rồi. Thôi, bác nghỉ đi, để con làm cho. Để con chưng trái cây với lại hoa lên thắp nhang cho bác trai. Mạnh Tuấn nữa, sao tự nhiên bắt má làm vậy? Tại má anh muốn làm, chứ ai bắt hồi nào đâu. Mà nhà trọ em bày lập bàn thờ ba anh làm gì? Má anh thờ dưới quê rồi mà. Anh mắc cười quá à. Anh là con trai duy nhất, anh ở đây suốt, anh phải thờ ba chứ. Bàn thờ ở quê là ở quê, mấy khi anh về quê đâu. Kỳ quá à. Mấy việc này anh không quen làm đâu, để con gái tụi em làm cho. Em đã nói đúng đó con. Con phải thờ ba con chứ, để ông phù hộ cho học hành làm ăn. Đúng là con gái nhà đàng hoàng tử tế có khác. Suy nghĩ chín chắn ghê á. Con là em gái của thằng Kiên hả? Dạ, anh Kiên là anh hai con à. Ừ, bác ngồi nghỉ đi, chút con pha nước cam bác uống nha. Thôi kệ bác, được rồi. Con gái dễ thương quá. Cũng may là vô tình, bữa nay á, ngoại nghe được trọn vẹn câu chuyện. Chính miệng con Liễu nó kể. Con người đối với con người mà sao nó ác quá vậy không biết nữa. Tùng biết anh Tùng ở bên đó có biết được chuyện này không? Thằng Tùng nó cũng là nạn nhân thôi, chắc nó cũng không biết đâu. Mà không ai ác như là cha mẹ nó vậy hết. Không biết chuyện tình cảm của con cái, nó chỉ thỏa mãn được cái tính hiếu thắng của nó thôi. Nó dám cãi hoài. Một hai là nó bắt thằng Tùng phải qua Mỹ sinh sống với nó. Ngoại giận lắm đó. Nhưng mà ngoại cũng giận chính bản thân mình. Ngoại nuôi thằng Tùng từ hồi nhỏ, ngoại dạy dỗ nó bằng.
Vậy mà ngoại không tin. Nó về nó khóc lóc cầu cứu ngoại. Nó nói là nó quan. Vậy mà ngoại không nghe. Mày đuổi nó. Chính ngoại dứt khoát. Mày biểu đồng bào bên Mỹ xong. Ngoại bị lừa gạt luôn con ơi. Ngoại sai lầm khi ngoại đuổi thằng cho con của ngoại. Ngoại đã đuổi thằng cho con của ngoại rồi. Ngoại, con xin ngoại tin con. Trong chuyện này con không có biết gì hết á. Hình như là có một sự sắp đặt nào đó ngoại. Ngoại, không có lửa sao có khói. Tao còn lạ gì đàn ông mấy đứa tụi bay nữa. Nhưng mà tao không có ngờ lại có chuyện như vậy. Tao không ngờ mày là thằng đàn ông mà mày lại gây ra những chuyện như vậy mà mày không có trách nhiệm. Mày chối bỏ những hậu quả mà mày gây ra. Mày là thằng đàn ông mà mày không chấp nhận trách nhiệm của mày làm sao? Ngoại ơi, ngoại ơi, nhưng mà còn Thanh nữa. Con không thể để cho Thanh buồn được. Con không muốn cho Thanh bị tổn thương hay là bị đau khổ đâu ngoại ơi. Ngoại, sao mày còn nhớ tới con Thanh? Con Thanh là một đứa đàng hoàng tử tế có giáo dục. Không ai chấp nhận một thằng như mày như vậy đâu. Luôn cả tao cũng vậy. Tao không chấp nhận một thằng cháu như mày. Ngoại ơi, con ngoại, trên đời này chỉ có mình ngoại là thân với con và hiểu con nhất. Con xin ngoại hãy bình tĩnh. Con xin ngoại hãy cứu con đi ngoại. Mày cũng biết vậy nữa hả? Tao thương mày quá. Bao nhiêu tình cảm tao lo cho mày. Tao săn sóc mày, tao dạy dỗ mày. Mày làm tao thất vọng quá. Tao không còn gì để nói với mày nữa. Mày, mày đã chọn con đường tự quyết định rồi. Mày đi đi. Mày làm thế với cha mẹ mày đi. Mày đi khỏi nơi này đi. Mày, không ai cứu mày được đâu. Mày ơi, tao nói thiệt mày, tất cả những người thương mày không ai khổ sở nhục nhã gì mày hết á. Đi đi. Mày, má, thôi má bớt giận đi má. Má đừng giận nó nữa má. Thằng chó con nó còn non nớt bồng bột lắm. Má trách nó làm chi? Nó biết lỗi, nó xin sửa là được rồi má. Mày biết cái gì? Mày đi ra. Để tao nói chuyện với nó. Đi. Ngoại ơi, ngoại, ngoại thương con. Ngoại đừng bắt con phải xa ngoại. Ngoại ơi, ngoại đừng bắt con phải xa Thanh bà ngoại. Ngoại, tao nói chuyện với mày, tao có thể tha thứ được sự ngu ngốc mày. Nhưng mà tao không thể tha thứ được sự bất dạy vô giáo dục của mày. Mà tao tin á, con bé Thanh cũng như tao thôi. Mày đi đi. Mày đi đi. Ngoại, mày lấy đây là bài học gương mẫu của mày. Sống làm sao định để con ngày ân hận nghe chưa con. Đi. Ngoại, ngoại, ngoại chưa bao giờ nặng lời với nó. Ngoại cũng không bao giờ đánh nó. Đó là lần đầu tiên ngoại đánh nó. Ngoại có lỗi với thằng cho con nhiều lắm. Ngoại có lỗi với con nhiều lắm Thanh ơi. Ngoại, đừng khóc ngoại. Không sao đâu. Anh tổn thương ngoại lắm mà. Anh sẽ lại về. Anh sẽ hiểu mà. Đừng khóc ngoại. Đừng khóc. Thank you.